Em ơi, anh chào em nha. Dạ. Em ơi, em có thể gọi là giúp anh là, tại vì anh mới tới cái siêu thị này lần đầu tiên á. Dạ, dạ. Anh không có biết cái toilet ở đâu, em có thể chỉ giúp anh cái toilet ở đâu được không em? Cái máy á, xong rồi anh rẽ trái, cứ đi thẳng ngoài luôn, là nó có cái bạn anh chỉ toilet là anh rẽ phải vô rồi. Ok. Dạ. Anh cảm ơn em nha. Dạ, không sao. Cảm ơn em. Chỉ kỹ dữ rồi. Chào em. Hello anh. Cảm ơn em đã chỉ cho anh toilet nha. Anh đã giải quyết nỗi buồn của mình xong rồi. Không giống gì em, tại vì anh gọi là người thanh niên dưới quê mới lên Sài Gòn, cho nên là có nhiều cái gọi là anh cảm thấy ở trên Sài Gòn rất là thú vị, cho nên anh quay clip lại. Cho anh xin phép là quay clip em lại nha. Quay clip để với bộ về quê rồi khoe với mấy bạn rồi tôi lên Sài Gòn đi chơi với ghệ đẹp rồi vậy đó em. Em à, em đang làm gì đó? Em đứng lượt cái quạt. Là nhà em chưa có quạt hay sao? Không anh, quạt nhà em cháy rồi. Quạt bị cháy hả? Đổ nước vô hay sao mà bị cháy? Em đang ngồi bình thường thôi, xong cái tự nhiên không biết sao mà nó đúng rồi. Anh là thợ sửa quạt luôn. Thế ví dụ anh là sản xuất một cái quạt mới thì anh không biết, nhưng mà anh biết sửa quạt. Thậm chí là con người ví dụ em hư chỗ nào là anh sửa cho đó luôn. Anh sửa được không? Được. Thôi vậy 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 đi. Giờ em cho phép anh được biết em tên gì được không? Em tên Vi. Vi. Dạ. Là Covid đó hả? Không, Vi. Dạ. Trời ơi. Nhiều người hỏi con này lắm. Nói vậy em tên Vi. Dạ, rồi, anh tự giới thiệu luôn, anh tên là Dũng. Dũng. Em biết Dũng Lò Vôi không? À, dạ biết. anh Dũng Lò Gươm. Dạ, kiểu lên Lò Vôi. Em à, thôi bây giờ cái quạt bị hư thì khi nào mà mình có duyên gặp lại lần nữa, hoặc anh tới ghé nhà em là anh sẽ sửa cho em. Còn hôm nay anh rất là muốn mua cái quạt này tặng cho em được không? Chỉ đơn giản hơn thì em chỉ cái toilet cho anh. Thiệt luôn. Thiệt, cái này là anh nói thiệt. Thiệt, anh nếu anh nhìn sơ qua thì cái quạt này thì nó cũng chưa tới 500 ngàn đâu. Gọi là đối với anh thì cái này là duy sức quan cầu. Ồ. Chỉ nói thiệt với em luôn là nhà anh ở dưới quê á, anh là con của đại gia. Mọi người hay gọi anh là đại thiếu gia. Thiệt. Gì? Nhà anh là không thiếu gì hết. Là ruộng cò là bay thẳng tắn. Không thiếu bất cứ gì. Chỉ có thiếu nợ thôi. Anh đùa thôi chứ. Vi ơi, Vi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 24. Cái gì? Vi 24 tuổi. Như là em có đọc được suy nghĩ trong đầu anh của anh ta. Tại vì nói cái này là chắc là em sẽ bật cười. Em sẽ cười ha 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 và em sẽ nghĩ nói xạo liền. Người yêu cũ của anh cũng tên Vi và năm nay 24 tuổi luôn. Thì đó, thế giờ anh biết thế nào em sẽ hỏi thiệt đó hả liền. Nhưng mà cũng hơi buồn, cũng như hơi nhói lòng, em biết rồi chứ không có gì mà nó đau đớn mà, nhưng mà tự nhiên vô tình bị nhớ lại cái hình ảnh của người cũ á. Em giúp anh một việc đi, em giúp cho anh quên đi người cũ của anh đi, được không? Giúp anh quên đi người cũ. Đúng, em quên mới quên đi là quên người cũ. Ghê quá, chết rồi, chay quê. Mà thôi bây giờ vậy nè, ngoài cái quạt ra em còn muốn mua gì nữa không? Không. À xong hả? Được thôi, tại vì anh cũng đem có 500 ngàn ạ. Em à, anh suy nghĩ kỹ rồi. Cái clip này anh sẽ không đem về cho mấy bạn anh xem nữa. Hả? Ừ, tại vì anh không muốn ai thấy thiên thần ngoài anh thấy hết. Trời ơi, thiệt chơi quê mất trời. Ủa, thiệt mà, người dưới quê anh thật thà chất phát, nghĩ sao nói vậy? Chết rồi, chắc vòng vòng đây mấy cô siêu thị này, chắc cô nào anh cũng nói vậy đúng không? Trời ơi, em làm như trong siêu thị ai cũng có thể đẹp giống em để anh tới quay clip sao? Đúng rồi. Em có thể xích lại đây gần được không? Em nhìn vô màn hình đi. Cái này là anh chắc chắn với em là em phải tin anh, tại vì anh không cần nói điêu nữa. Em có thấy gương mặt hai tụi mình quá giống nhau không? Chính xác. Trời ơi, sao em thông minh vậy? Trời ơi, vừa đẹp vừa thông minh, anh cho em một like liền. Em xin đi book em được không? Được anh. Em book em tên gì? Trần Vi. Nhiều lắm, anh kiếm không ra đâu, thì em ăn anh thì thấy. Nhưng mà anh nói cho Facebook, anh chỉ hỏi Facebook em vậy thôi. Ủa vậy hả? Nhưng mà không sao, ngày hôm nay anh về anh sẽ lập mục đích Facebook chỉ để nói chuyện với em thôi. Được không? Nói chung là Facebook em là Trần Vi đúng không? Đúng rồi. Có ngoặc kép gì tên phụ gì không? Không. Không rồi. Mới khó kiếm đó. Vậy thôi bây giờ vậy, dễ lắm. Em
anh gọi là anh có một cái rất là hay, đó là không cần chơi Facebook. Bây giờ em đưa sáng tỏ cho anh đi. Anh sẽ tự liên lạc với em. Okay. À, hay là em lưu số anh được không? Tại vì anh okay, cầm okay. điện thoại anh lỡ quay thiên thần rồi anh lưu số được. Anh số 2. 131. Rồi. Đó, em lưu đi. Dũng lò bướm. Đúng rồi, Dũng thiếu gia lò bướm. À, tôi Dũng thiếu gia được rồi, bỏ lò bướm này, có khi sau này anh làm cái lò khác. Mà bây giờ thì anh hỏi chuyện này, chứ bây giờ em có bao giờ được một chàng trai tới gọi là chọc kiểu gì không? Hỏi thật. Cũng có, nhưng mà thường không nói chuyện vui. Không nói chuyện vui là sao? Là vô duyên nữa hả? Ờ đúng rồi. Nên là thường vậy là chà, em không biết nãy giờ anh rồi. Có lỡ vô duyên em con nào để em bỏ qua cho anh nha. Không. Em lấy sức mạnh anh thì anh không có nằm trong đó. Ok, em à, em có thể quay ra đây được không? Tại vì anh cảm giác nha. Yeah. Em giống như là một người mẫu mà đang quảng cáo quà vậy đó. Em thấy không? Đó rất là giống. Ok, anh thấy coi bộ hai tụi mình hợp nhau nha. Một đứa quăng, một đứa thả có lý à. Mà em sao? Em 24 tuổi. Dạ. Mà anh 25 tuổi. Ngày xưa ông bà người ta có câu gì em nhớ không? Cái này là em biết là anh thưởng này. Gái thân 2, trai thân 1. Bắt tay, bắt tay. Trời ơi, hay quá. Lâu quá. Hiểu với anh. Ok. Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Good, good. Vậy Vi ơi. Dạ. Nói chung là bình thường là người ta nói là cô Vi là phải đeo khẩu trang, phải khử trùng rửa tay này nọ đúng không? Còn em thì thôi, anh giờ anh chỉ muốn nhiễm vi khuẩn của em luôn rồi. Còn nhiễm nữ khóc nha. Okay. Em ơi. Vậy bây giờ anh em muốn anh gọi em là Trần Vi hay là cô Vi? Anh gọi là Vi thôi hả? Gọi Vi cho dễ thương. Ha, Vi cho dễ thương. Còn giờ anh gọi anh là Dũng Dũng này cho dễ thương. Gọi là Dung Dung á, nghe cho giống thầy ngốc. Ok, Dung Dung. Dung Dung. Ok, Vi Dung Dung. Dung Dung. Jun thì nghe giống Hàn Quốc nhưng mà tiếng Việt Nam đó là con Jun ấy, em thấy có kỳ kỳ không ta? Không sao anh, em nhanh hiểu. Jun Jun. Jun, Jun Jun. Hay là anh là Jun Jun, em là Jun đất đi. Vi Vi. Ok, thôi được rồi. Bây giờ vậy, số điện thoại là có rồi. Nhớ lắm nữa nhá qua cho anh. Okay. Em biết nhá qua để làm gì không? Anh lưu số. Rồi để làm gì nữa? Nếu theo em một có cái thông minh em sẽ hiểu được ý đồ gì trong đầu của anh. Sửa quạt cho em. Sửa quạt em. Em có thể suy nghĩ cái nào cũng cao hơn siêu hơn được không? Nãy giờ vì cái quạt, có nghĩa là nãy giờ em cố tình em nói chuyện với anh vậy để anh sửa cái quạt cho em thôi đúng không? Nói giỡn thôi, anh muốn về. Khi mà mình đã có liên lạc rồi, mình chính thức làm bạn bè. Và cái quà tặng ngày đầu tiên mình gặp nhau đó là một cái quạt. Thì ngoài, tại vì giờ em nghĩ đơn giản là giờ anh đã tặng cho em cái quạt rồi, em có thể tặng cái khác của em cho anh được không? Tặng trái tim của em cho anh được không? Trời ơi. Chết. Thôi anh đùa, biết sao có số điện thoại để hôm nào rảnh cái hai tụi mình đi coi phim. Anh mời, anh mời em đi coi phim. Để em mời em đi ăn. Ok, chạy luôn. Em ăn gì thì anh mua đó cho em ăn. Ok. Còn nếu mà em không thích ăn gì thì anh người ăn, em có thể ăn anh luôn. Ok, cái mức cũng hợp lý. Ok. Rồi vậy thì mình quyết định là bây giờ ra tính tiền cái quà. Xong rồi mình hôm nào mình rảnh cái mình đi xem phim. Ok. Quyết định nha Vi nha. Okay. Nhưng mà em phải nháy máy qua cho anh nha. Ok. Rồi, đi coi phim xong rồi anh mới sửa cái quạt. Ok. Rồi nhà em cái gì hư anh sửa cái đó luôn. Ok, hợp lý. Ok. Vậy nha. Rồi dạ, đi, dạ. đi. Cái này nha. Giá bao nhiêu vậy? Trời ơi quá rẻ em ơi, 349.000 anh vẫn còn đủ tiền đi xe hôm về nhà luôn. Em à. Đố em biết anh đang xài điện thoại gì? Yeah. iPhone 12 Pro Max. Thì đó hả? Ừ, giá thị trường bây giờ là khoảng tầm 30 mấy triệu. Mà từ ngày mua tới giờ anh cảm thấy mua cái điện thoại nó quá chán mà nó rất là vô vị luôn. Thật. Thì... Nhưng mà hôm nay anh đã cảm thấy cái giá trị của nó rồi. Nhờ nó mà anh mới có thể quay được cái khoảnh khắc lần đầu tiên anh với em gặp nhau. Ngọt quá. Ủa? Ngọt hả? Anh đang cố nói chuyện vô duyên cho em cười thôi mà. Thôi đi ra tính tiền cái quạt nha. Anh có em thủ công gì không? Ây da, không phải, biết sao, cho anh bỏ cái quạt xuống, quạt nặng quá. À, em thủ công gì? Em
tuổi con rùi. Con gì? Con rùi, nên là anh Ngọt nói là chết. Lần đầu tiên anh mới nghe người tuổi con rùi luôn. Ok, thôi đi nào, tính tiền các bạn. Thì anh phải quay làm kỷ niệm chứ. Giờ em suy nghĩ đi. Khoảng tầm năm nữa cái anh mở clip này lại cho em xem, em thấy có ý nghĩa không? Đúng không? Ý nghĩa không? Rồi, đi. Đi coi phim. Em à, này là anh nói thiệt nha. Là Lật Mặt là anh coi dưới Cà Mau 2 lần rồi. Ủa thiệt hả? Mà lên đây em kêu anh coi Lật Mặt nữa, nhưng mà anh nhìn là anh biết em đang rất là muốn xem để ủng hộ cho Lý Hải, cho nên thì thôi anh cũng ráng xem với em lần thứ ba luôn. Với lại thật sự là phim hay, hay thế. Cho nên là coi mấy lần cũng được. Thôi chứ ai nói thì nói, ai thích coi phim nước ngoài chứ em thấy phim Việt Nam là hay nhất. Vậy hả? Coi dễ nhận cảm xúc của Việt Nam mình làm cảm xúc của đấy. Nhường cơ hội cho người khác đi em. Ủa? Cho đây, đi cây ơi. Anh tính cầm lấy số của kem hả? Ba cái kem bên đi. Em trả cho anh rồi nha anh. Rồi, cảm ơn. Anh cũng là quan đây. Anh có cảm thấy vui không? Tự nhiên có người mua kem cho anh ăn không anh? Vui chứ, đó giờ mới được cho bạn đâu. Dạ hả? Ok. Cảm ơn anh luôn anh. À, chúc anh nhiều may mắn nha. Cảm ơn. Hèo không hả? Đôi khi cái kem nó không có nhiêu tiền hết, nhưng mà khi mà mình mời người ta thì người ta sẽ vui đúng không? Với lại thì thật sự bữa nay anh có nghe anh đó nói chuyện điện thoại rồi. Anh nói chuyện điện thoại với mẹ ảnh thì mẹ ảnh bị bệnh gì đó, anh có nghe sơ qua. À, xong rồi tự nhiên cái anh đứng anh mua kem chung với mình luôn, cái anh thôi anh tặng cái kem. Vô. Ngon không? Ngon rồi đó. Nhưng mà không ngon bằng anh được.